xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật thông tin. Đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa định cư Mỹ được cập nhật lần thứ 2 của tháng 4 này. Trong đợt phát thư hẹn phỏng vấn mới nhất kỳ này thì có một thông tin rất vui là diện F3 lần đầu tiên có thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán. Diện F3 là diện bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Và tiếp theo là diện F2A và diện F4 đã tiếp tục có nhận được thư hẹn phỏng vấn kỳ này. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để nhiều cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thư hẹn phỏng vấn thì Điệp xin chia sẻ lại thông tin. Thông thường thì lãnh sự quán Mỹ sẽ có 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa trong một tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng đó, từ khoảng ngày 9 cho tới ngày 22 hàng tháng. Cũng có một số tháng có đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 3 nhưng mà rất hạn chế. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm Visa NVC trước đó khi mà chúng ta làm 6 bước. Và trong tháng 4 này, thì lãnh sự quán thông qua trung tâm Visa NVC đã phát ra 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Lần thứ nhất là vào ngày 12 tháng 4 năm 2022. Và lần thứ hai là vào ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2022. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của trung tâm Visa NVC và lãnh sự quán. Theo các thông tin mà Điệp cập nhật được thì đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 2 này của lãnh sự quán vừa phát ra thì lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã phát thư hẹn phỏng vấn đầu tiên là diện F2A, ngày hoàn thành của hồ sơ là tháng 2 và tháng 4 năm 2020. Đối với diện F3, hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước vào tháng 12 năm 2019. Và diện F4 là hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 2 năm 2020. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này sẽ là vào tháng 5 năm 2022 vào khoảng cuối tháng. Đối với diện F2A này là diện bảo lãnh vợ chồng và con nhỏ còn độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Hồ sơ có ngày hoàn thành vào tháng 2 năm 2020 là diện thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng. Còn hồ sơ hoàn thành vào tháng 4 năm 2020 là con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân. Và hai hồ sơ này là hai hồ sơ cùng một người bảo lãnh. Hai diện F còn lại là diện F1 và diện F2B thì hiện nay vẫn chưa thấy có nhận được thư hẹn phỏng vấn. Còn đối với tình hình phỏng vấn của các diện như là diện K1 tại Việt Nam, diện K1 là hôn phu hôn thê. Vào ngày 19 tháng 4, thì lãnh sự quán Mỹ vừa có đợt mở đặt lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán dành cho diện K1. Ngày hẹn phỏng vấn sẽ được mở để đặt là trong tháng 5 năm 2022. Đối với diện bổ sung R2A, thì trong đợt mở ngày 19 tháng 4 này, thì lãnh sự quán đã dành rất nhiều chỗ dành cho diện bổ sung R2A, bổ sung giấy xanh sau khi cô chú và các anh chị đã phỏng vấn. Ngày hẹn phỏng vấn cũng là vào trong tháng 5 năm 2022. Còn đối với các hồ sơ xin hẹn phỏng vấn lại với lãnh sự quán sau khi buổi hẹn phỏng vấn lần đầu tiên của các hồ sơ này bị hủy, thì đợt này lãnh sự quán vẫn có mở chỗ, tuy nhiên thì chỗ dành cho diện phỏng vấn lại này ít hơn rất nhiều so với diện R2A bổ sung giấy xanh. Cho nên kỳ này thì có nhiều hồ sơ cần phỏng vấn lại chưa đạt được lịch hẹn với lãnh sự quán. Nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ tìm đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán hoặc là bổ sung giấy xanh R2A, hẹn phỏng vấn diện SB1 tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân hoặc là phỏng vấn diện đính hôn K1 cần tìm đặt lịch hẹn với lãnh sự quán thì có thể liên hệ qua email này. Hiện nay Điệp có hỗ trợ tìm lịch hẹn cho cô chú và các anh chị. Và trong thời gian vừa qua thì có nhiều cô chú và các anh chị cũng có thắc mắc về thời hạn của giấy lý lịch tư pháp số 2. Để cô chú và các anh chị có thêm thông tin chính xác nhất về thời hạn của giấy lý lịch tư pháp số 2, thì Điệp đã có liên hệ hỏi với lãnh sự quán và được lãnh sự quán họ trả lời.
là thời hạn lý lịch tư pháp số 2 hiện nay có thời hạn là 2 năm kể từ ngày cấp. Vì vậy, nếu như cô chú và các anh chị làm giấy lý lịch tư pháp số 2 kể từ sau tháng 5 năm 2020 đến nay, thì giấy của cô chú và các anh chị vẫn còn thời hạn sử dụng. Và tình hình thực tế tại lãnh sự quán Mỹ ở số 4 Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trong tuần này, lượng người đến phỏng vấn tại lãnh sự quán đã bắt đầu đông trở lại, gần như là giống như năm 2019, lúc trước khi có dịch Covid-19 tại Việt Nam và toàn thế giới. Cô chú và các anh chị có thể thấy đây là dòng người xếp hàng trước lãnh sự quán. Nhân viên an ninh họ kiểm tra hồ sơ giấy tờ lịch hẹn phỏng vấn của cô chú và các anh chị trước khi mà họ cho chúng ta vào lãnh sự quán. Hiện nay dòng người xếp hàng chờ được gặp lãnh sự quán phỏng vấn đã dài hơn những tháng trước đây khi dịch Covid-19 vẫn còn bùng phát. Hy vọng sắp tới thì lãnh sự quán Mỹ sẽ xếp lịch hẹn phỏng vấn cấp visa mỗi ngày thật nhiều cho cô chú và các anh chị. Và đây là những hồ sơ nhận được thư hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán kỳ này. Đây là hồ sơ này vừa nhận được thư hẹn phỏng vấn sẽ phỏng vấn vào ngày 20 tháng 5 với lãnh sự quán. Đây là hồ sơ diện F4, bảo lãnh năm 2006. Có ngày hoàn thành 6 bước là vào ngày 19 tháng 2 năm 2020. Hồ sơ này cũng là diện F4, là bảo lãnh anh chị em của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 16 tháng 1 năm 2007. Hoàn thành 6 bước vào ngày 4 tháng 2 năm 2020 và sẽ phỏng vấn vào ngày 16 tháng 5. Và những hồ sơ này cũng vừa nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán. Đầu tiên là diện F4. Ngày ưu tiên của hồ sơ này là ngày 19 tháng 2 năm 2007. Ngày hoàn thành 6 bước là ngày 20 tháng 2 năm 2020. Ngày phỏng vấn sẽ là vào ngày 17 tháng 5 này. Và đây cũng là một hồ sơ F4. Ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 11 tháng 2 năm 2006. Hoàn thành 6 bước cũng là vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Và sẽ phỏng vấn là ngày 23 tháng 5 năm 2022 này. Và đặc biệt kỳ này thì diện F3, bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Đây là diện F3 khởi đầu tiên cho đợt phát thư hẹn phỏng vấn sau thời gian dài ngừng phỏng vấn với lãnh sự quán. Diện F3 này, ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày 4 tháng 4 năm 2008. Hoàn thành 6 bước vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Ngày hẹn phỏng vấn của hồ sơ này sẽ là vào ngày 16 tháng 5. Và đây là thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán gửi cho hồ sơ diện F3 này để muốn chia sẻ với cô chú và các anh chị. Giờ hẹn phỏng vấn sẽ là 8 giờ 30 phút sáng. Hồ sơ này có 3 thành viên đi cùng trong hồ sơ, cho nên chúng ta sẽ thấy có 3 tên của 3 người nằm trong hồ sơ này được lãnh sự quán liệt kê trong email thư hẹn phỏng vấn. Hồ sơ này thuộc diện F4, ngày ưu tiên là tháng 11 năm 2006, hoàn thành 6 bước ngày 5 tháng 2 năm 2020 cũng vừa được nhận thư hẹn phỏng vấn vào tháng 5. Đây là thư hẹn phỏng vấn của hồ sơ này. Sẽ phỏng vấn vào ngày 17 tháng 5 vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Và đặc biệt trong đợt này thì có diện F2A này nhận được thư hẹn phỏng vấn. Diện F2A này là bảo lãnh vợ chồng của thường trú nhân. Ngày hẹn phỏng vấn sẽ là vào ngày 16 tháng 5 vào lúc 7 giờ 30 phút sáng. Trong hồ sơ này thì cô chú và các anh chị có thể thấy lãnh sự quán có ghi ký hiệu của diện bảo lãnh này là diện F21. Tương đương với diện F2A, bảo lãnh vợ chồng. Hồ sơ này là có một người con đi kèm trong hồ sơ của diện F2A. Bởi vì khi diện F2A của chú và các anh chị mở hồ sơ bảo lãnh có vợ và con nhỏ còn độc thân dưới 21 tuổi, thì người con này sẽ đi kèm trong hồ sơ, chỉ cần mở một hồ sơ bảo lãnh. Và hồ sơ này cũng là diện F2A đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Hai hồ sơ này là hai hồ sơ bảo lãnh vợ và con của diện F2A. Tuy nhiên thì như hồ sơ này nói là bên dịch vụ họ tách ra hai hồ sơ mở ban đầu. Cho nên hồ sơ này có hai ngày hoàn thành 6 bước khác nhau. Hồ sơ của người mẹ là hoàn thành vào tháng 2 năm 2020. Và ngày hoàn thành của hồ sơ của người con là tháng 4 năm 2020.
Cho nên lãnh sự quán đã gộp chung hai hồ sơ này để phỏng vấn cùng với nhau vào ngày 19 tháng 5. Đây là thư hẹn phỏng vấn của hồ sơ này. Giờ phỏng vấn sẽ là 9 giờ 50 phút sáng. Và Điệp xin chia sẻ lại lưu ý này để nhiều cô chú và các anh chị khi trong thư hẹn phỏng vấn của mình thì chúng ta có thể tự biết được. Thứ tự hồ sơ được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn sẽ dựa trên ngày mà trung tâm visa NVC xác nhận hồ sơ đã hoàn thành xong 6 bước. Khi làm hồ sơ 6 bước với trung tâm visa NVC thì chúng ta cố gắng chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ, chu đáo để quá trình làm 6 bước không bị kéo dài. Và sau khi hoàn thành xong 6 bước thì cô chú và các anh chị nên soạn sẵn hồ sơ giấy tờ cần thiết khi đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Khi nào có thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta sẽ kịp thời gian để chuẩn bị. Điều kiện để được lãnh sự quán lên lịch hẹn phỏng vấn: thứ nhất là ngày ưu tiên trên lịch visa phải vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Điều kiện này thì không áp dụng cho các diện CR và IR, chỉ áp dụng cho các diện F. Điều kiện thứ hai là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC, có email hoặc là tin nhắn của trung tâm visa NVC xác nhận. Để cô chú và các anh chị có thể chuẩn bị thật chu đáo cho buổi phỏng vấn của mình thì trên kênh Điệp cũng đã có chia sẻ về các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn. Ví dụ như đây là một video clip mà Điệp chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện cha mẹ của công dân Mỹ là diện IR5. Hoặc video clip này là Điệp chia sẻ câu hỏi phỏng vấn thường gặp của diện F4, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể xem các video clip này mà Điệp đã chia sẻ. Chúng ta có thể xem trong phần danh sách phát các câu hỏi phỏng vấn. Và có nhiều cô chú và các anh chị khi nhận được thư hẹn phỏng vấn thì chúng ta cũng bỡ ngỡ không biết là chúng ta cần phải làm những việc gì tiếp theo. Thì Điệp xin chia sẻ ở đây là 3 việc cần làm ngay sau khi có thư hẹn phỏng vấn. Đầu tiên là cô chú và các anh chị chúng ta cần đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Để khi nào mà chúng ta phỏng vấn đậu thì lãnh sự quán họ sẽ có cái địa chỉ nhà mà họ gửi visa về cho cô chú và các anh chị thông qua bưu phẩm nhất tính. Việc thứ hai là chúng ta cần phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba là chúng ta soạn hồ sơ chuẩn bị đem theo khi đi phỏng vấn với lãnh sự quán. Chi tiết mà cách chúng ta đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán thì Điệp đã có chia sẻ qua video clip này. Cô chú và các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Và cách đặt hẹn khám sức khỏe và chích ngừa định cư Mỹ, Điệp đã có chia sẻ qua video clip này. Và để cô chú và các anh chị bớt lo lắng về ngày đi khám sức khỏe và chích ngừa thì cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này mà Điệp chia sẻ về quy trình khi mà chúng ta đi khám sức khỏe và chích ngừa. Và ở bước thứ ba, cô chú và các anh chị có thể tham khảo video clip này mà Điệp đã có chia sẻ về cách mà chúng ta chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn visa với lãnh sự quán. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.